Nếu anh em nào có nhu cầu thuê mặt bằng về văn phòng, cửa hàng, trung tâm thì đây là một cái vị trí cực kỳ đặc biệt cho anh em, với cái vị trí ở khu đô thị Văn Phú ở ngã tư, với diện tích sàn đó là xây dựng đó là 200m² nhân với cả 5 tầng, có thang máy và các hệ thống điều hòa âm trần, các thiết bị tiêu chuẩn cho văn phòng. Thì tôi mời anh em tham quan chi tiết bên trong của cái tòa nhà này. Đây là cái khu vực ở tầng 1 và nhà vệ sinh đây. Các tầng đều thiết kế nó là thông sàn, rất thuận lợi cho anh em để sử dụng. Đây là các tầng điển hình, đều có mặt thoáng rất đẹp, view rất đẹp. Trần sàn tường, ở đây là cầu thang, có cái view cực đẹp. Nếu anh em có nhu cầu hãy liên hệ với tôi theo số điện thoại 0945 568 366.